Như là bản thân em thì học được cách tự giặt đồ. Hello anh, mai 7 giờ em có xe đưa ra sân bay luôn. Để em mặc áo nha. Vâng. Bây giờ là 8 giờ tối, tôi đang có mặt tại khu cách ly ký túc xá trường đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Tuần qua thì đã có trên 4.100 người đã rời khỏi khu cách ly trở về với gia đình. Trong số đó, có những người buộc phải ở lại vì những lý do khác nhau. Mặc dù kết quả kiểm tra SARS-CoV-2 âm tính 2 lần. Hành lý tư trang chuẩn bị đầy đủ để trở về nhà sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính tại khu cách ly tập trung. Nhưng Đức Anh, 21 tuổi, du học sinh Australia chưa chuẩn bị được vé máy bay để về nhà tại Hà Nội. Thì mọi người đã chuẩn bị hết rồi và đi về nhà. Tại vì nhà mọi người rất gần đây nhưng bọn em ở tận Hà Nội lại. Thì lúc ấy cảm xúc cũng hơi tủi thân. Hôm nay là ngày thứ nhất Đức Anh ở lại đây. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn trong căn phòng trống vắng. Ngày Đức Anh về nước cũng là lúc có chỉ thị cách ly tập trung những người về từ vùng có dịch. 14 ngày cách ly là khoảng thời gian mà Đức Anh khó có thể nào quên. Và hầu hết là mọi người đều ở trong một cái trạng thái bị động và không thể nào mà mình có cảm giác hạnh phúc khi mới vào được. Nhưng mà nếu mà mọi người mở lòng ra và cảm nhận cái sự yêu thương từ các anh dân quân, cũng là chị y tá, sự quan tâm từ tất cả mọi người ở đây, từ các cán bộ ở đây, thì em nghĩ là mọi người sẽ cảm thấy là mình đang được chăm sóc rất nhiều ấy. Tại vì trong khoảng thời gian 14 ngày, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được cái sự quan tâm rõ ràng từ một người lạ ấy. Thì đấy là một cái cảm giác rất lạ nhưng mà em thích cảm giác đấy. Alo bố à? Ừ, nghe được không? Nghe được rồi. Ngày mai con được về rồi. Về sân bay rồi, có bố mẹ và bố với em đón. Bố với em nhớ đeo khẩu trang ấy. Mang theo nước rửa tay nữa. 14 ngày cách ly là một cái khoảng thời gian nó không quá dài. Nhưng mà đấy là một cái khoảng thời gian đủ để mọi người nhận ra. Nhiều lúc mình quên mất là mình phải dành thời gian cho gia đình, cảm nhận được rõ sự quan tâm từ bố mẹ em hơn. Từ sáng đến giờ thì bọn em cũng sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp sạch sẽ phòng để chuẩn bị cho cái người tiếp theo sẽ đến đây cách ly. Thì bọn em cũng có giúp người các cô xách hành lý từ tầng cao xuống, tại vì các cô không có khả năng xách được nhiều nặng như thế. Hello anh, mai 7 giờ em có xe đưa ra sân bay luôn. Để em mặc áo nha. Vâng. Nhớ rửa tay nha. Vâng, vâng em nhớ rồi, khẩu trang, rửa tay 1,5 mét. Anh Thư cũng là du học sinh trở về từ Australia. Thư tạm ở lại khu cách ly tới nay là ngày thứ 2 vì chưa có phương tiện về nhà ở Kiên Giang. 16 ngày ở đây, Thư đã trở nên gắn bó. Như là bản thân em thì học được cách tự giặt đồ. Cũng là như là quét nhà lau nhà. Ngoài ra thì cũng hòa đồng với mọi người. Ăn xong rồi lại xuống đi dạo. Nên rất là cuộc sống ở đây rất là vui, rất là thảnh thơi. Ngoài một điều nữa là mấy anh quân dân này cũng rất là dễ thương. Giống như là bọn em đói đêm thì mấy anh cũng cung cấp sẵn bì gói cho tụi em. Hoặc là lâu lâu ví dụ buồn thì mấy anh cung cấp cho mượn đàn hát vậy đó. Thì ở đây thì không thiếu cái gì hết, ngoài niềm vui tận hưởng. Hơn 10 trường hợp chưa kịp sắp xếp phương tiện di chuyển về nhà đã được đơn vị quản lý khu cách ly bố trí xe đưa ra sân bay để trở về với gia đình. Cuộc chia tay nào cũng đủ cả, buồn vui. Và thời gian ở khu cách ly sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của những du học sinh này.